phải tuân thủ. Còn bạn các em thử tưởng xem, dạ, bây giờ bạn bạn giám đốc công ty than rồi, xin lỗi để em làm ví dụ. Nhưng mà ví dụ bây giờ bạn vừa làm cái điều gì đấy, bạn thấy rất bực mình, rất đau lòng, ví dụ như là bạn giống thầy của anh. Sau khoảng tiếng sau anh mới tìm được một người dạy đấy, chắc chắn là sẽ bực mình một tí đúng không? Các em nếu mà đang có việc gì đấy chẳng vào lớp thì đi tập tành bước chân dày vào các em sẽ bực mình. Thế nhưng vấn đề ở chỗ gì? Các em bực mình cũng không giải quyết được việc mà các em có tìm giày sớm hơn được một tiếng hay là không? Các em có bực mình thì đồng chí giám đốc công ty than thì cũng không cả.